Chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta lại bắt đầu làm, chúng ta vẫn lấy cái dữ liệu là cái danh sách động vật hôm trước và chúng ta làm thêm một cái bản khác. Thì cái bản hôm nay chúng ta sẽ làm cái bản này mà cái ứng dụng của nó dùng rất nhiều ở trong các chương trình khác. Đấy. Tức là hôm nay chúng ta sẽ làm cái chương trình mà sử dụng cái kịch bản tương tự như những cái chương trình mà tạo ra cái đề kiểm tra trắc nghiệm. Thì hầu hết rất nhiều cái chương trình của chúng ta phần mềm là có cái bài kiểm tra trắc nghiệm, có một và có ba phương án hay là bốn phương án, chúng ta có một phương án đúng và trên màn hình hiện ra những cái nút lệnh đấy A B C D và chúng ta nháy vào cái nút lệnh thông báo là phương án đúng hay là phương án sai. Thì đó là cái mô hình chung của tất cả các cái bài toán mà tạo ra cái gọi là để kiểm tra trắc nghiệm, nhưng mà chúng ta sẽ làm trên cái mô hình là cái bộ dữ liệu là cái bộ dữ liệu động vật nhé. Rồi thì bây giờ trước khi vào cái hồi đó thì tôi nói qua một chút. Hôm trước tôi có trình bày cái bản hôm trước ấy, thì có vẻ một số bạn có là cảm giác là chưa hiểu lắm cái chỗ đó. Thì như này nhé, thì bây giờ tôi nói về cái chức năng là tạo clone hay là tạo phân thân của Scratch nó là cái gì đó. Thì cái này là cái rất là đặc biệt của Scratch và một trong những kiến thức khó và lại khó nhất luôn của Scratch. Thì chúng ta cái chức năng này nó lại rất mạnh, nó dùng để tất cả các phần mềm mà giáo dục hay là phần mềm nào đó mà cần muốn hay hay là muốn phần mềm mà khó đều phải dùng clone này hết. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả khi nào thì dùng clone này. Clone tức là cái gì? Clone tức là khi mà chúng ta có một nhân vật ở đó, vì tôi có một nhân vật nhé, ví dụ là một cái người nào đó hoặc là một cái đối tượng hoặc là một con vật chẳng hạn đó. Thì vì chúng ta một nhân vật chẳng hạn, thế bây giờ chúng ta muốn tạo ra một cái chương trình mà có nhiều nhân vật, ví dụ nói chuyện với nhau hay là nhân vật để mô tả 2, 3, 4 người trong sân khấu chẳng hạn. Thì cách một là chúng ta tạo ra 2, 3 nhân vật khác nhau để mô tả. Nhưng cách hai là chúng ta tạo một nhân vật thôi và chúng ta tạo ra các clone của nó. Thì như vậy là cái clone là như sau. Thì đây là cái nhân vật mà chúng ta đang, đây là cái nhân vật gốc này. Tôi gọi là nhân vật gốc nhé. Nhân vật gốc. Chúng ta sẽ tạo ra các cái clone của nó. Đấy, hình dung, các bạn hình dung là clone như là tôi bộ không. Tôi không có thể phân thân ra và tạo ra nhiều nhân vật giống hệt mình. Đó. Được chưa? Đó. Thì cái clone rất hay ở chỗ đó. Tức là chỉ cần một nhân vật thôi, nhưng mà chúng ta có thể tạo ra nhiều nhân vật. Thì cái lập trình này là rất hay nhưng mà tương đối khó. Tôi lấy ví dụ nhé. Bây giờ chúng ta có một nhân vật gốc. Bây giờ chúng ta cần tạo ra 4 nhân vật khác, 4 học sinh khác. Tôi lấy ví dụ như vậy nhé. 4 học sinh khác với những cái tên khác nhau, với những cái quần áo khác nhau. Ví dụ cái người này là, chúng ta đặt tên cái người này là, ta lấy ví dụ nhé, ví dụ người này là có đặt tên là Nam, là Nam, và cái người này là gì, là Thấp. Tôi lấy ví dụ như Thấp này, mặc quần áo là đỏ, ví dụ thế nhé. Cái người thứ hai này đặt tên nó là Bình, ta lấy ví dụ thế nhé, đặt tên là Bình, và người này lại cao to và mặc quần áo là mặc quần áo xanh. Đấy, ví dụ thế nhé. Còn người thứ ba này đặt tên nó là Hoa, tức là đặt tên nó là Hòa nhé. Và người thì là rất cao, người là rất cao và mặc quần áo thì mặc quần áo tím, ví dụ thế nhé. Người thứ tư đặt tên là Quang, rất cao nữa, ví dụ thế, người này rất to, rất cao và mặc quần áo trắng, tôi lấy như vậy. Thế làm thế nào để mà về nguyên tắc của clone, cái phân thân ấy, thì nó tạo ra những người là giống hệt nhau, nhưng mà tôi lại muốn là mỗi một người như vậy, mỗi một cái clone như vậy nó có cái đặc thù khác nhau. Người tên là Nam, người tên là Bình, người tên là Hòa, người tên là Quang, người thì thấp, người thì cao, người thì béo, người thì gầy, đúng không? Người thì mặc áo đỏ, người mặc áo xanh, người mặc áo tím. Thế làm thế nào để có thể mô tả những cái đó? Hãy thì chúng ta chú ý cái đó nhé. Thì làm thế nào để làm việc đó, thì cái này là Scratch là hoàn toàn cho phép chúng ta làm cái đó. Thì bây giờ tôi mô tả cách chúng ta có thể làm cái đó nhé, thì chúng ta áp dụng cho cái bài toán của chúng ta.
Hôm trước khi tôi nói về hôm trước chúng ta học phân thân, chúng ta cần phải hiển thị trên màn hình cùng lúc là ba nhân vật, ba con vật trên màn hình cùng một lúc, mà chúng ta chỉ có một nhân vật thôi. Thì hôm trước tôi đã phải làm một chương trình là tạo ra ba cái clone đứng với ba nhân vật để hiển thị trên cái màn hình của chúng ta. Thì hôm trước tôi có đưa ra cái chương trình rồi, nhưng mà một số bạn là lập trình không chính xác của chúng ta chưa hiểu hết cái ý nghĩa của clone thôi. Khi chúng ta hiểu được clone thì chúng ta sẽ làm được. Thế bây giờ với bài này nhé. Thế bây giờ chúng ta chỉ có một nhân vật gốc, một nhân vật gốc thôi. Đây, vừa gốc đây. Thế làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra những người như thế này? Thì tôi mô tả như sau nhé. Về cái chuyện là thấp cao, béo gầy hay là mặc áo xanh, áo đỏ, áo tím, áo trắng đó, thì chúng ta làm như sau. Để mô tả cái việc, xin lỗi nhầm rồi, tôi bị kéo ra. Nha. Yeah. Đây là đỏ này, đây là thấp nhé. Đây là đỏ. Cái tính năng là thấp hay là áo đỏ này, cao hay là xanh này, hay là rất cao áo tím này và rất cao áo trắng, thì chúng ta làm nào? Chúng ta mô tả bằng trang phục. Đó. Thì nhân vật gốc của chúng ta nhé. Nhân vật gốc của chúng ta sẽ đây, nhân vật gốc đây. Chúng ta sẽ tạo ra là bốn, chúng ta sẽ tạo ra bốn cái trang phục. Đó, cách làm nhé. Như vậy để mô tả cái trang phục bên ngoài thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ tạo ra từ nhân vật gốc này, chúng ta sẽ tạo ra là bốn cái trang phục. Đấy, tương ứng với bốn cái người này. Cái trang phục đây số là từ 1 2 4 đây số là 1 này, 2 này, 3 này, 4, các bạn đã hiểu chưa? Đấy. Thì cái trang phục thứ nhất thì chúng ta sẽ định mô tả cho ai? Chúng ta sẽ định mô tả cho chính cái người là gì? Người tên là Nam đây. Người tên là Nam đây, và chúng ta sẽ mô tả cái trang phục thứ nhất là người là thấp báo đỏ. Nhé. Như vậy là cái người thứ nhất này, người trang phục thứ nhất chúng ta sẽ vẽ lại, chọn cái người đó, chúng ta có thể dùng lệnh co giãn, chúng ta vẽ lại trên cái màn hình đồ họa. Chúng ta vẽ lại cái người đó là như sau. Người đó là thấp áo đỏ. Đấy. Trang phục thứ hai, khi trang phục thứ hai chúng ta chọn người đó là người cao và mặc áo xanh. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được, chúng ta có thể chọn cái hình ảnh từ bên ngoài vào, tìm một hình ảnh khác nhé. Người thứ ba, trang phục thứ ba chúng ta chọn cái nhân vật, tìm ra cái trang phục là rất cao và tím. Đấy, và tím. Người thứ tư, rất cao và tím. Đây, người thứ tư đặt tên là cũng là rất cao và áo trắng. Đấy. Do vậy cho nên là những cái thông tin mà liên quan đến bên ngoài, chiều cao hay là mặc quần áo, thì chúng ta sẽ chọn bằng trang phục. Như vậy trang phục là giúp chúng ta để có thể là từ một nhân vật gốc chúng ta có thể tạo ra nhiều nhân vật khác nhau. Các bạn thấy không nào? Đấy, như vậy đối với nhân vật là nhân vật là gì? Nhân vật là động vật ấy. Chúng ta làm thì một nhân vật động vật thôi, chúng ta tạo ra là 30, 40, 50 cái hình động vật khác nhau. Đấy, thì như vậy suy ra là cái nhân vật gốc chúng ta có thể phân thân, clone ra thành rất nhiều con vật khác nhau. Ý nghĩa là như vậy nhé. Rồi, thì đó là cái về mặt trang phục. Thứ hai, bây giờ tôi làm thế nào để mô tả, để phân biệt được đâu là Nam, đâu là Bình, đâu là Hòa, đâu là Quang. Được chưa? Nhưng mà kia tôi muốn là phân biệt là cái sân khấu của chúng ta, cho phải biết đâu anh Nam đang ở đâu, anh Bình đang ở đâu, làm thế nào. Đó. Thì như vậy, như vậy để muốn để có những thông số khác để mô tả cái sự khác biệt giữa các nhân vật, thì chúng ta phải tạo ra các cái biến, các cái thuộc tính cho nhân vật đó. Đấy. Thì như vậy là các thuộc tính là như thế này. Bây giờ thuộc tính của clone làm như thế nào? Các cái thuộc tính nhé. Thuộc tính của clone là những cái thông số riêng của từng clone một, nó phải khác nhau. Đấy. Ví dụ như là tên, name, cái biến name để mô tả cái thuộc tính riêng của nhân vật. Người cái name của người này là An, là Nam, người này là Bình, người này là Hòa, người này là Quang. Hay là cái vị trí của nó, ví dụ như là cái vị trí anh ta đang đứng, đúng không nào? Vị trí anh ta đang đứng, hay là cái hướng anh ta đang đứng. Ví dụ một người thì anh Nam thì đang nhìn lên trên, anh Bình thì nhìn xuống dưới. Đấy, thì như vậy là name thì vị trí và hướng thì làm thế nào để phân biệt được? Thì là như sau. Chúng ta sẽ tạo ra các cái biến để mô tả những thông số này, như là name này, vị trí này, hay là hướng nhé.
Thì cái name hay là những cái biến nhớ để mô tả các cái thuộc tính này thì chúng ta thiết kế tạo ra cái biến là biến riêng. Đấy, chúng ta chú ý, hôm trước tôi nói tôi nói là quan trọng nhất là các cái biến riêng để mô tả. Đấy. Như vậy là chúng ta tạo như vật gốc chúng ta tạo được cái biến name. Biến name phải là biến riêng chứ không phải là biến chung. Đấy, chúng ta chú ý. Thì khi chúng ta tạo ra cái clone là nam, chúng ta đặt tên là name bằng nam. Thì như vậy cái name bằng nam đó chỉ áp dụng cho một clone là nam thôi. Chúng ta tạo ra clone thứ hai, chúng ta đặt biến name bằng bình. Thì như vậy là cái clone thứ hai có tên là bình, khác với clone thứ nhất nhé. Chúng ta chú ý. Như vậy là muốn như vậy chúng ta phải có cái biến name là phải là biến riêng. Chúng ta tạo cái vị trí, chúng ta tạo ra các cái biến là XY để mô tả cái vị trí hiện thời của cái biến đó, của cái người đó. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh di chuyển, chúng ta gắn cái biến XY. Như vậy XY phải là biến riêng của cái nhân vật đó, các bạn có thấy không nào? Và như vậy là ví dụ là cái anh nam kia, anh chạy về bên trái, chúng ta mô tả là XY bằng -200 và Y bằng 0. Anh Bình sang bên phải, chúng ta gắn là XY bằng 100 và Y bằng 10. Như vậy XY là phải là cái biến riêng. Đấy, chúng ta chú ý như vậy. Khi mà chúng ta làm việc với cái clone thì bắt buộc phải có những cái biến riêng để mô tả các thuộc tính riêng của từng cái clone. Các bạn đã hiểu chưa? Nha. Rồi, thế bây giờ tôi chốt lại một lần nữa này. Khi mà chúng ta làm việc với clone ấy thì thông thường nhân vật gốc ấy chúng ta phải ẩn đi, không bao giờ, rất là khó điều khiển đồng thời trên màn hình là vừa nhân vật gốc vừa clone. Thông thường là khi chúng ta tạo ra clone thì nhân vật gốc thường là ẩn đi, chỉ là về với clone thôi nhé. Như cái bài lúc nãy chúng ta vừa làm, cái bài hôm trước là bài về động vật nhé, thì cái nhân vật gốc là nhân vật là động vật, đúng không nào? Nó gồm có 26 cái trang phục, thì ứng với là chúng ta có thể tạo ra là 26 clone. Thì khi đó nhân vật gốc chúng ta sẽ ẩn đi. Đấy. Thế mình làm nào để phân biệt đâu là gốc mà đâu là clone thì làm như sau. Cái này rất quan trọng. Chúng ta bắt buộc phải tạo ra một cái biến nữa. Cái biến này bắt buộc phải tạo ra để phân biệt được giữa đâu là gốc và đâu là clone. Cái biến này thông thường đặt tên là ID nhé. ID là cái mã xác định của cái nhân vật đó, và cái IP này bắt buộc phải là cái biến riêng. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Cho nên khi làm việc với clone thì bắt buộc chúng ta phải dùng các cái biến riêng. Thế chúng ta làm như sau. Cái nhân vật gốc thì khi tạo ra chúng ta đặt cái ID là bằng 0. Đấy. Mà chúng ta sẽ ẩn đi. Khi chúng ta tạo ra các clone ấy thì chúng ta sẽ cho hiện lại và chúng ta đặt cái ID là cái mã của từng cái nhân vật. Ví dụ nhân vật nam, chúng ta đặt cái ID bằng 1, ứng với là nhân vật thứ nhất là nhân vật nam. Nhân vật thứ hai đặt tên là Bình thì ID của nó bằng 2. Đấy. Nhân vật thứ ba đặt tên là Hòa thì ID của nó bằng 3. Nhân vật thứ tư đặt tên ID của nó bằng 4. Nhưng mà chúng ta đã tạo ra được 4 cái clone và có cái ID là độc lập với nhau. ID 1 ứng với là nam, ID 2 ứng với là Bình, ID bằng 3 ứng với là Hòa, ID bằng 4 đứng với là Quang. Và cái ID như vậy, cái ID như sau. ID mà bằng 0 thì chính là nhân vật gốc. Nhé, chúng ta chú ý, nhân vật gốc. Còn ID mà lớn hơn 0 là clone. Đấy, chúng ta chú ý. Thì thông thường nó là như này hết nhé. Đấy, khi như vậy chúng ta khi làm việc với clone chúng ta mà chú ý những cái này. Thật ra ngoài ra chúng ta còn phải chú ý thêm một số cái điều nữa, nhưng mà tôi sẽ mô tả sau khi chúng ta lập trình. Được rồi, thế bây giờ dựa trên ý tưởng này, bây giờ tôi sẽ đưa cho các bạn một kịch bản khác. Hôm nay chúng ta sẽ làm kịch bản mới sau đây. Vẫn là cái bài toán động vật, vẫn là cái bài toán là kiểm tra kiến thức động vật. Nhưng mà hôm nay chúng ta làm giữa một cái dạng khác, một cái bài kiểm tra khác. Mà cái bài kiểm tra hôm nay chúng ta làm nó sẽ là cái bài kiểm tra. Nó sẽ là cái bài kiểm tra mà giống với cái kiểm tra trắc nghiệm. Thì cái cách làm này nó rất giống các bài kiểm tra trắc nghiệm chung. Thì các bạn có thể học dùng cái thiết kế này, chúng ta áp dụng cho nhiều cái bài toán khác, mà các bài toán mà liên quan kiểm tra trắc nghiệm. Để rồi, bây giờ chúng ta mô tả nhé. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái kịch bản mới. Kịch bản mới này. Kịch bản ngày hôm nay nhé. Và chúng ta hôm nay chúng ta có làm xong cái phần mềm này. Đầu vào của chúng ta vẫn là cái tài nguyên của chúng ta, vẫn là cái động vật hôm trước.
sách các động vật này, các hình ảnh động vật này, tên động vật này và các âm thanh của động vật. Bây giờ chúng ta làm như sau. Kịch bản là như sau. Kịch bản vẫn là giáo viên hiện ra và giáo viên đưa ra 10 câu hỏi. Mình câu hỏi nhưng mà là 10 câu hỏi trắc nghiệm nhé. Kịch bản như sau là đầu tiên là giáo viên sẽ xuất hiện, giáo viên sẽ đưa ra là 10 câu hỏi kiểm tra kiến thức, 10 câu hỏi kiểm tra kiến thức. Các câu hỏi này đều phải được sinh một cách tự động và các nhân vật hiện ra nó phải là ngẫu nhiên. Thì câu hỏi là như sau nhé. Câu hỏi như sau. Ví dụ câu hỏi là như này. Câu hỏi là con voi là con nào? Ví dụ như con voi không, từ đang nghĩ từ đi. Không, xin lỗi, nhầm. Giả sửa nhé, xóa lại nhé, không phải. Đây, bài của chúng ta là như này. Thế là có nhiều dạng trắc nghiệm mà tôi sẽ chỉ ra một dạng thôi. Là như này, là trên màn hình sẽ hiện ra là một con vật thôi. Giáo viên sẽ hỏi là con gì đây? Giáo viên hỏi là con gì đây? Con gì đây? Đây là con gì? Nhưng con gì đây? Nhưng mà khác với bài tập hôm trước nữa, không phải là chúng ta là nhập dữ liệu vào một cái dòng nhập liệu mà chúng ta phải chọn các đáp án nhé. Còn gì đây thì cho làm như sau này. Đây giáo viên sẽ hỏi 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi có dạng là con gì đây, và trên màn hình sẽ xuất hiện như sau. Ở trên màn hình sẽ làm như sau. Trên màn hình sẽ xuất hiện là 3 hay 4 con vật. Tôi làm cho 3 con đấy nhé. Ví dụ trên màn hình sẽ 3 con. Đặt lên tôi vẽ lung tung đây nhé. Ví dụ đấy nhé. Đấy. Con vật thứ 2 đây. Con vật thứ 3 đây. Và dưới có chữ ở đây, nó có chữ ở đây là con chó. Xin lỗi, tôi lại nhầm mất rồi. Hôm nay tôi hay làm sao, nó có bị... Hôm nay tôi hay bị đấy nhé. Hôm nay tôi lại bị sao nhãng quá. Xin lỗi các bạn. Chỉ một con thôi. Chỉ một hình thôi. Xin lỗi, chỉ một hình thôi chứ. Con gì đây? Nhưng mà đáp án thì có 3 đáp án nhé. Đáp án 1 là con chó. Đáp án 2 là con mèo. Đáp án 3 là con thỏ. Như vậy trên màn hình chỉ có một hình, một con vật thôi, chứ không phải hai con. Và đây có một nút là nút A. Ở đây là con nút là nút B, có thể là 4 nhé. Đây là bên tôi viết là 3 nhưng có thể là 4. C có thể thêm đây là con voi. Và đây có chữ là nút D. Tức là 4 nút đi, 4 nút. Đấy. Như vậy trên màn hình chỉ hiện một con thôi. Và giáo viên hỏi con gì đây, học sinh sẽ phải chọn một trong bốn con là con chó, con mèo, con thỏ, con voi và nháy nút tương ứng. Đây là bài hoàn toàn trắc nghiệm nhé. Như vậy là yêu cầu như sau này, yêu cầu là cái con vật này cũng phải là sinh là ngẫu nhiên, 10 câu hỏi ứng 10 con ngẫu nhiên, 10 con này là phải khác nhau từng đấy một, không được phép có con nào là giống nhau nhé. Tiếp theo là bốn cái con vật này, bốn cái tên này hiện ra để làm đáp án. Trong này có bốn đáp án thật và ba đáp án giả, được chưa? Thì các đáp án này là phải khác nhau từng đôi một. Này, các đáp án này phải khác nhau chứ nếu mà trùng nhau thì lại vô nghĩa. Các đáp án này là phải khác nhau nhé. Ví dụ đây là hình con voi chẳng hạn. Ví dụ hình con voi thì dưới này có hình con voi là đáp án đúng là D, đúng không? Thì còn các đáp án khác mà là đáp án giả đấy, là con chó, con mèo, con thỏ, thì ba cái đáp án này là phải khác nhau. Chứ là đây là con chó thì là không được. Con chó con mèo không được, mà phải là chó, mèo, thỏ hay là khác nhau. Đó. Đấy, các bạn hiểu chưa này? Về học khi người dùng mà nháy vào một nút thì cô giáo viên nói là đúng rồi hoặc sai rồi và chuyển sang câu tiếp theo và làm đúng 10 câu sau, 10 đúng thì giáo viên sẽ báo là chúc mừng em đã hoàn thành bài kiểm tra, em đạt 5 điểm. Như vậy em chỉ làm đúng thì được 1 điểm, làm sai thì được 0 điểm. Các bạn đã hiểu chưa? Đấy, nhưng mà cái bài này nó hơi giống cái bài đầu tiên. Nhưng mà nó khác là chúng ta phải sinh ra một cái bộ trắc nghiệm như thế này. Đấy, nhưng mà cái việc mà sinh trắc nghiệm là nó là việc rất quan trọng. Nó có cái nút A, B, C, D như thế kia. Và trong lúc này thì chỉ có một nút là đúng thôi. Đó chính là câu hỏi trắc nghiệm. Mà trắc nghiệm có một đúng và nhiều sai. Khi học sinh mà nháy vào làm bài kiểm tra này, nháy vào nút đúng thì máy báo là cô giáo nói đúng rồi.
giỏi lắm. Và sau một giây thì chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Còn nếu bấm sai, cô giáo nói là sai rồi, hãy cố gắng lên và chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Và cứ như vậy theo đúng là 10 câu. Các bạn đã hiểu chưa? Bây giờ chúng ta cùng thiết kế nhé. Thì trước khi thiết kế thì riêng cái bài này thì rất là dở, tôi được cái bài này. Cái bài này hoàn toàn lại không dùng clone, vì có bốn hình mỗi hình thôi. Nhá, thì lại không dùng clone thôi được. Thì chúng ta sẽ thôi được, chúng ta cứ làm bài này nhé. Đến cái buổi sau thì tôi sẽ lại có một bài tập khác thì dùng clone nhiều hơn. Cái bài này chỉ có một hình thôi, nhưng bài này tôi tập trung vào cái chuyện là sinh ra cái bộ trắc nghiệm như này này để chúng ta hình dung nhé. Đó. Thì như vậy chúng ta cùng nhau thiết kế này. Đầu tiên chúng ta mà thiết kế nhé, các bạn đã hiểu cái hiểu đề bài chưa? Như vậy là thiết kế là như sau này. Thì chúng ta cùng nhau mô phỏng cái thiết kế nhé. Thiết kế là như thế này nhé. Đầu tiên là chúng ta phải sinh ra 10 con vật đã. Thế này, chúng ta phải sinh ra một cái bộ là 10 con vật. 10 con vật đóng vai trò là gì? Đóng vai trò là 10 con vật dùng để kiểm tra kiến thức nhé. 10 con vật này là phải là ngẫu nhiên. Lấy từ toàn bộ các con vật của trong cơ sở dữ liệu và khác nhau từng đôi một. Tiếp theo chúng ta sẽ phải sinh ra một cái bộ bốn con vật khác. Bài này hơi khó một tí, bốn con vật khác nhé. Với mỗi con vật ở trên này, chúng ta phải sinh ra bốn con vật khác và là phải khác nhau từng đôi một, cũng phải là ngẫu nhiên. Khác nhau từng đôi một nhé. Và cho đó có một con vật là ứng với cái đáp án, một con vật là tương ứng đáp án. Được chưa? Đó, như vậy chúng ta phải sinh ra lần đầu chúng ta sinh ra 10 con vật đưa vào một cái dãy. Tiếp theo là khi kiểm tra, chúng ta sẽ với mỗi con vật đó chúng ta sinh ra bốn con vật khác, được chưa? Bốn con vật khác, và trong đó có một con vật là ứng với cái đáp án của chúng ta nhé. Rồi thì bây giờ tôi làm tiếp để chúng ta cùng làm nhé. Như vậy là chúng ta như sau này. Đầu tiên là cái bước một là bước chung, chúng ta phải tạo cái dãy A là gồm 10 cái số ngẫu nhiên khác nhau từng đôi một và lấy từ danh sách các con vật nhé. Thì dãy A này khi lấy ra rồi nó sẽ là cố định và mỗi bài kiểm tra ứng với một cái dãy A này, được chưa? Sau đến bước 2 là khi làm bài kiểm tra. Bước 2 là khi làm bài kiểm tra. Thì với mỗi một cái con vật đó, với mỗi con vật từ dãy A nhé. Nhưng mà tôi ký hiệu con vật đó, tôi ký hiệu là gì? Tôi ký hiệu nó là STT đấy nhé. Mỗi một cái STT lấy từ A. Thì như vậy STT này chính là cái số thứ tự của con vật mà chúng ta đang xét dùng làm câu hỏi chính. Đấy. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ phải sinh ngẫu nhiên là như sau. Sinh ngẫu nhiên là ba đáp án khác. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Sinh viên ba nhân vật. Sinh viên ba nhân vật. Hay là ba cái số khác với STT. Và là ngẫu nhiên. Thì ba cái nhân vật này là gì? Là ngẫu nhiên nhé. Được chưa?
và để nó gộp với nhân vật SCT để tạo ra một cái bộ là cái nút ABCD đấy, được chưa? Thì ba cái bước hai thì cái ba cái nhân vật này này, ba nhân vật này chúng ta đưa vào một cái dãy khác nhé. Đặt tên nó là dãy, tôi đặt tên dãy nó là gì? Đặt tên dãy nó là, ví dụ đặt tên dãy nó là B đi. B. Như vậy B sẽ có ba cái số thứ tự. Ba cái số. Ba số tự mà ba số này ứng với ba con vật mà khác với STT. ST là đáp án. Còn ba nhân vật này là ba nhân vật không phải STT mà nó khác nhau mà nó vẫn là ngẫu nhiên. Được chưa? Nhưng mà chưa đủ nhé. Bây giờ chúng ta muốn là thể hiện trên màn hình thì con vật ST này, con vật chính mà chúng ta muốn hiện này nó phải là ngẫu nhiên nằm trong cái bộ đáp án ABCD. Đó, thì làm như nào? Thì cái làm là như sau nhé. Chúng ta sang cái bước 3. Để chúng ta vẫn đang phân tích nhé, để chúng ta giải. Sang bước 3. Bước 3 là chúng ta chính thức là tạo cái bộ dữ liệu để sinh và kiểm tra. Chúng ta tạo. Bước 2 là tạo cái bộ dữ liệu ban đầu để chuẩn bị tạo ra cái câu hỏi kiểm tra. Còn bước 3 là thực sự là tạo cái vị trí, tạo câu hỏi kiểm tra, tạo câu hỏi kiểm tra chính thức. Kiểm tra chính thức là như sau nhé. Đấy. Như sau này, chúng ta sẽ tạo một cái số ngẫu nhiên. Đấy nhé, tạo một cái vị trí ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên từ 1 đến 4. Đấy. Đây chính là cái vị trí ngẫu nhiên mà trên màn hình sẽ hiển thị cái đúng con vật đó nhé. Đưa ứng nó là ứng với đáp án đúng. Đấy. Thì tôi hiệu cái số nguyên này là gọi là P đi, hay là P correct, ta dùng từ đó nhé. Là cái vị trí đúng, vị trí P correct. Vì P correct là một cái số là random. Random của 1 đến 4, được chưa? Đó, thực hiện như vậy nhé. Đấy, sau đó như sau này. Sau đó tôi sẽ chèn cái ST này vào cái dãy B sao cho là STT nằm ở vị trí là P correct. Vậy tôi sẽ làm như tiếp theo, tôi sẽ làm như sau để cho nó hiển thị đúng nhé. Rồi, tiếp theo là tôi sẽ phải chèn ở bước đây này. Tôi sẽ chèn cái STT này vào cái vị trí P correct của B. Thì sau bước này thì B sẽ có 4 phân tử. Như vậy là sau bước này thì là B sẽ có là 4 phân tử luôn nhé. Phân tử là ký hiệu của nó là ký hiệu của nó là T1, T2, T3 và T4 nhé. Và cái vị trí mà đúng ý, vị trí P correct chính là vị trí mà chứa cái SCT. Đây là vị trí là P correct, là nó chứa cái tên này, nó chính là chứa cái STT. Đấy, được chưa? Đó. Như vậy nó hoàn toàn là cái chọn cái này cũng là ngẫu nhiên này, cái vị trí mà đúng cũng là ngẫu nhiên này. Và cuối cùng chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ tạo ra 4 cái biến nhớ. Nhưng chúng ta tạo ra là chúng ta thiết lập bước 4 đi. Bước 4 là chuẩn bị hiển thị trên màn hình. Chúng ta tạo 4 cái biến nhớ. Từ ký hiệu, ví dụ từ ký hiệu là A, B, C, D ứng với là 4 cái biến này nhé. Bước này. Và cái biến này là mô tả là tên con vật ứng với là T1, T2, T3, T4. Chúng ta bạn đã thêm một chút nhé. Chúng ta tạo 4 cái biến nhớ, được chưa? Và cái biến A là gán tên con vật ứng với T1. Biến B gán tên ứng với số tự là T2. Biến C gán ứng với số tự là T3. Và biến D gán đúng số tự là T4. Được chưa?
Rồi sau đó chúng ta làm như sau. Ở trên màn hình chúng ta hiển thị con vật ở chính giữa màn hình. Đây, chúng ta hiển thị con vật ở chính giữa màn hình như thế này. Đấy. Và dưới này chúng ta để hiển thị bốn cái biến nhớ ở đây. Đây là biến A, chúng ta để ở đây. Đây là biến B, để ở đây. Đây là biến C, để ở đây. Và biến D chúng ta để cân vào giữa nhé. Đó. Thì đây là cái biến A, đây là biến B, đây là biến C, đây là biến D. Hiển thị tên của bốn con vật. Giáo viên sẽ hỏi là con gì đây? Và chúng ta tạo ra bốn cái nút lệnh. Bài này hơi phức tạp vì nó là trắc nghiệm. Chúng ta sẽ phải tạo ra bốn cái nút nhé. Đây, chúng ta sẽ phải vẽ ra bốn cái nút. Chúng ta sẽ phải vẽ ra bốn. Đây là nút A, đây là nút B, chúng ta vẽ ra nút B, đây là nút C, đây là nút D. Đấy. Sau đó chúng ta lập trình. Sau đó chúng ta bắt đầu chạy chúng ta đợi học sinh sẽ nháy vào cái nút A đó, thì nháy tới đâu chúng ta sẽ kiểm tra luôn ở đó. Được chưa? Đấy, như vậy đó là cái phần mà chúng ta lên thiết kế chung. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhé. Các bạn cùng với tôi làm nhé. Đây. Như vậy bài này, hôm nay bài này tôi làm thử, nhưng mà hóa ra chúng ta lại không cần clone thôi được. Nhưng mà bài hôm trước thì cần clone. Nhưng bài này là không cần clone, nhưng mà cũng là bài tương đối khó vì nó liên quan đến cái câu hỏi trắc nghiệm. Thì một cái bài mà rất quan trọng, cái tư tưởng làm cái quả trắc nghiệm rất quan trọng. Bài này là bài chúng ta sinh tự động cái quả trắc nghiệm nhé. Thì đến hôm khác tôi sẽ trình bày cái chương trình, một cái bài tập mà ví dụ câu hỏi trắc nghiệm là có sẵn rồi chúng ta đưa vào như thế nào. Còn đây cái bài này là chúng ta là sinh tự động câu hỏi trắc nghiệm. Rồi chúng ta bắt đầu làm nhé. Bây giờ tôi bổ sung để chỗ nào nhỉ, chúng ta phải tìm lại từ đầu thôi, ở trong cái desktop này nhé. Đây, chúng ta tìm lại ở trong cái resource này, cái animal. Đây, cái này nhé. Đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẫn phải tạo ra một cái biến, tạo ra một cái list có tên là animal nhé. Animal, rất đơn giản. Đấy. Animal. Bây giờ chúng ta sẽ nhập cái dữ liệu, chúng ta import cái tên của nó vào. Import cái động vật đây. Đấy. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã có một cái bộ dữ liệu đầy đủ. Đây nhé. Đây này. Dữ liệu của chúng ta là có bao nhiêu? Có là 26 cái. Nhiều hơn thì càng tốt. Rồi, thì đó là chúng ta vừa tạo ra xong cái nhân vật này nhé. Thì bài này đơn giản thôi. Chúng ta bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho nó bé lại này. Chúng ta cần có một con nằm chính giữa, không sẵn. Để đây. Không sao. Để đây là đẹp rồi. Để ở đây nhé. Đó. Vị trí này ta để cao lên hơn một chút nhé. Để ở giữa đây. Đấy, mình chúng ta đặt cho nó cái vị trí ban đầu nhé. Đây. Go to đến vị trí đó này. Go to đây. X là 0. Y bằng 16. Để ở đây nhé. Đấy. Rồi, bây giờ như sau này. Tôi có thể cho nó bé lại một chút cho nó đề phòng nó phải vướng vào xung quanh. Tôi cho nó vào cái lux và tôi cho nó bé lại một chút. Set size. Set size là 90%. Ví dụ thế nhé. Tọa bé quá, để là 95% đi. 95%. Được rồi nhé. Tiếp theo là chúng ta đưa vào là giáo viên. Giáo viên sẽ ở góc này. Được chưa? Rồi, chúng ta nhớ lại, chúng ta sẽ phải tạo ra bốn cái biến là A, B, C, D nằm để phía dưới con vật nhé. Và chúng ta tạo ra cái gì? Tạo ra các cái nút A, B, C, D. Chúng ta cứ tạo trước xong cho lập trình sau nhé. Đây các bạn lạo này. Bây giờ chúng ta tạo ra các cái biến trước nhé. Bây giờ chúng ta vào đây, chúng ta tạo ra các cái biến là A. Chúng ta ra nhanh như A này. B. C nhé. Và D. Đó. Và chúng ta để cái biến này ở bên dưới, bên này vì nút A đây, B đây, C đây nhé. Chúng ta sẽ căn chỉnh sau nhé. Và đây là C, D ở đây nhé, cho để giãn ra cho sau này đề phòng nó có thể trường lên nhau.
và chúng ta đặt chế độ của chúng là để hiển thị cái này là không có chữ ABCD. Ta bấm chuột phải chọn cái chữ là last read out, to là như thế này, chọn như thế này. Đấy. Được chưa? Đó. Rồi. Tạm thời chúng ta để như thế đã, rồi chúng ta sẽ đặt sau nhé. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ thiết kế như sau. Chúng ta sẽ tạo ra bốn cái nút, ta phải vẽ thôi. Bây giờ chúng ta đây chúng ta vẽ, chúng ta sau đó sẽ copy thôi nhé. Bốn cái nút đây. Chúng ta sẽ vẽ ra, chúng ta tạo ra các nút lần sau chúng ta chọn sang chế độ là không gọi là chữ này, đúng rồi. Đây chúng ta tạo ra cái nút là nút tròn đi nhé. Nút tròn. Rồi chúng ta cứ vẽ fill của nó, chúng ta đặt những cái màu sắc tùy chúng ta thôi nhé, tùy các bạn chọn một đẹp. Đấy. Cái outline của nó. Outline là không là outline không có gì đi nhé. Đấy. Chúng ta đặt ở đây, chúng ta thấy sao? Được chưa? Nút như này nhé. Đấy. To quá, bây chúng ta cho bé lại này. Vẫn to quá không sao? 1 này, 2 này, 3 thôi. Chúng ta đặt nút vuông đi. Nhé. Đây là A này, nhé. Đây là B này, đây là C này, đây là D nhé. Đấy, bây giờ đây là A, nút A trước nhé. A tôi sẽ dùng cái chức năng này, tôi vẽ chữ A vào. Chữ A tôi chọn màu là màu đỏ đi nhé. Đó, chữ A. Đấy, chữ A sẽ nằm ở đây nhé. Đấy, đúng không? Chữ A. Và bây giờ tôi đưa cái này vào tâm giữa đây. Đây chính là cái nút A nhé. Như vậy là A đây này. Ui. A ở đây nhé. Đấy. Đây tôi đặt đây là nút A nhé, đặt đây là A cho dễ nhé. Không chọn cái ở đây. Đặt nó đây là nút A nhé. A này. Tên của nhân vật này là A. Sau chúng ta sẽ là thực ra với nút này chúng ta có 4 nút, chúng ta có thể lập trình thông qua clone. Mà thôi tôi lập trình thông qua cái nhân vật nhé. Như vậy là cái đây là nút A nhé. Tôi bấm chuột phải, tôi chọn nút là duplicate, sang thành nút B. Đây sẽ là B nhé. Bây giờ tôi sửa một chút thôi. Tôi sửa cái này thành B, rất là dễ. B. Nút thứ hai sẽ là B nhé. Rồi, sau đó nút thứ ba, nút thứ hai đặt tên là B. Sau đó nút thứ ba tôi chọn tiếp này, nút hai đây ở đây này. Đấy, được chưa? Xong bấm chuột phải chọn duplicate tạo ra nút thứ ba. Nút thứ ba này sẽ đặt tên là C. Đấy. Đặt tên cái nhân vật thứ ba này đặt tên là C. Và cuối cùng đặt thêm biến nữa, duplicate lần nữa thì nó sẽ là D. Đây là sự nó là D nhé. Đấy, đặt tên là D. Đấy. Như vậy đây là nhầm D chứ hả? Đấy. Như vậy đây là C này, đây là D này. Đấy, các bạn thấy như vậy chúng ta tạo ra bốn cái nút đơn giản như vậy thôi nhé. Đó, nó phải cùng màu cho nó đẹp thôi. Đấy, ở trên này là cái biến ABCD nhé. Rồi. Đấy, như vậy đây là cái giao diện của cái phần mềm của chúng ta. Bây giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị để chúng ta thực hiện cái đó nhé. Rồi. Bây giờ như sau là các bạn chú ý nhé, chúng ta sẽ cái này hiển thị chứ, hiển thị nhé, không phải không hiển thị hết nhé. Thì ban đầu khi mà bắt đầu vào chương trình thì chúng ta lập trình này thì cái nhân vật này chúng ta sẽ ẩn đi nhé. Đâu rồi, chúng ta sẽ ẩn đi. Rồi thì bìa đâu là cái ấy nè. Bây giờ cái nơi mà chúng ta bắt đầu dùng để sinh dữ liệu thì chính là chúng ta chọn đấy nhé. Chúng ta chọn là hay là chọn cô giáo đi, chọn là cô giáo nhé cũng được, thì cô giáo nhé. Đấy, cô giáo
thì bắt đầu vào chương trình thì cô giáo sẽ gửi một cái thông báo ngắn là các em chuẩn bị, các em chuẩn bị làm bài kiểm tra. Chứ cô giáo sẽ thực hiện lệnh này là các em chuẩn bị, các em chuẩn bị, chuẩn bị bài kiểm tra kiến thức giống như hôm trước nhé, bài kiểm tra kiến thức. Rồi, trong 2 giây. Thì sau đó thì cô giáo sẽ gửi một thông điệu là bắt đầu, thì chúng ta bắt đầu chương trình. Nhưng mà ở đây thì trước khi bắt đầu chúng ta sẽ phải sinh cái bộ dữ liệu đã. Rồi, chúng ta nhớ lại này, bìa đầu tiên này, chúng ta tạo ra một cái, chúng ta phải dùng cái nhóm biến, chúng ta tạo một cái dãy A. Dãy A là cái dãy dùng để lưu trữ cái bộ dữ liệu gốc, lưu 10 tên, 10 thứ tự con vật dùng để làm bài kiểm tra. Dãy A sẽ được sinh ra là lấy 10 cái số ngẫu nhiên từ cái dãy gốc ban đầu của con vật và sinh ra. Tiếp theo chúng ta nhớ lại là cách sinh một cái dãy ngẫu nhiên thì chúng ta phải dùng cái dãy phụ đặt tên là tem. Được chưa? Tiếp theo chúng ta cần một dãy thứ hai là dãy B. Dãy B dùng để sinh ra 3 con vật ngẫu nhiên mà là khác với cái nhân vật mà được lấy ra nhé. Đây chúng ta lưu ở đây và chúng ta dùng bên này, chúng ta dùng để lưu cái bộ dữ liệu mà sẽ hiển thị ở trên màn hình. Nhưng mà chúng ta cần ba cái biến phụ là cái dãy phụ là dãy A, dãy B và dãy tem. Được chưa? Rồi thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta tạo ra một cái thủ tục đặt tên là init data dùng để sinh ra cái bộ dữ liệu A trước. Sau đó thì mỗi một lần mà sinh câu hỏi chúng ta sẽ tạo ra một cái thủ tục thứ hai dùng để sinh câu hỏi sau. Được chưa? Rồi chúng ta làm này. Ở trên này thì chúng ta cần thêm biến như sau, cần thêm cái biến là cái biến của đó là pcorrect nhé. Pcorrect dùng để mô tả cái vị trí đúng trong số các cái biến tên ở đây thì có trong ba cái trong bốn cái tên ABCD ghi ở đây thì có một tên là đúng thôi. Đấy. Và ba tên khác là sai. Biết đây con khỉ nhé. Thì đây là con voi, đây là con cá, đây là con khỉ, đây là con mèo, thì con khỉ là đúng. Nhưng mà đúng là đáp án sẽ là, ví dụ đáp án C là đúng. Thì cái C này cũng phải đáp án là ngẫu nhiên. Thì cái vị trí là 1 2 3 thì cái số 3 đó chính là P correct. Đây này, đây P correct. Được chưa? Đó. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lập trình nào. Bây giờ tất cả cái này nó rất hơi phức tạp. Thì đầu tiên chúng ta tạo ra một cái thủ tục đây của làm giáo viên đi. Giáo viên sẽ là người tạo thủ tục nhé. Giáo viên đầu tiên tạo ra một cái thủ tục có tên là init data. Init này, data. Đấy. Đây là thủ tục dùng để sinh cái bộ dữ liệu cái dãy A. Dãy A là cái dãy là dãy A là cái dãy mà rất quan trọng. À, tôi ghi ở đây nhé, dãy A là cái dãy dùng để mà sinh ra 10 con vật. Thì giáo viên sau khi mà viết thông báo là các em chuẩn bị bài kiểm tra kiến thức thì giáo viên sẽ dùng lệnh init data để sinh ra cái bộ dữ liệu gốc. Đấy. Sau đó giáo viên sẽ gửi một thông điệp là bắt đầu làm bài. Giáo viên sẽ gửi một thông điệp để thông báo bắt đầu làm bài. Thì khi đó là con khỉ nó mới hiện ra. Giáo viên gửi một thông điệp ở đây, gửi một thông điệp là bắt đầu, gửi một thông điệp cho toàn bộ hệ thống là bắt đầu. Được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ lập trình cho cái này trước nhé. Đây, cái này lập trình dễ hơn nhé. Thì lập trình là như sau, cho nhớ lại chúng ta sẽ phải làm như sau. Chúng ta sẽ phải, việc đầu tiên là chúng ta phải xóa cái dữ liệu của cái bảng của cái dãy A và dãy A và cái dãy tem trước nhé. Chúng ta cần tem nhỉ. Dùng tem để mà hỗ trợ để mà tạo ra dãy A thì phải đầu tiên là xóa cái phần tử của dãy A trước, sau đó chúng ta sẽ xóa phần tử của cái dãy tem. Đấy. Bước tiếp theo chúng ta nạp các cái số từ 1 cho đến 26 vào cái tem đó. Chúng ta làm như sau. Chúng ta cần cái biến chạy ở trên này, cần cái biến là biến k là cái biến chạy của chương trình nhé. Chúng ta làm như sau này. Chúng ta đặt set k, biến k là biến chạy, đặt set k bằng 1, nạp vào nhé, set k bằng 1, sau đó chúng ta lặp, repeat,
lặp bao nhiêu lần, lặp đúng số lần bằng cái chiều dài của cái dãy animal. Như vậy chúng ta đặt là ở đây chúng ta lặp bao nhiêu lần, lặp đúng theo cái độ dài cái hàm length của cái dãy là animals. Đấy. Cụ thể ở đây chúng ta là 26, nhưng mà chúng ta hiểu như vậy là lặp theo chiều dài của cái dãy animals là cái dãy là danh sách các cái con vật nhé. Rồi, chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ bổ sung cái số k đó. Bổ sung cái số k đó vào cái dãy tem. Đấy. Tem sẽ lưu từ 1 cho đến 26. Đây. Bổ sung vào, sau đó chúng ta sẽ tăng k lên một đơn vị. Dùng lệnh là trên k by 1. Đó, thì đây là cái đoạn chương trình ngắn này để ta tạo ra cái dãy tem gồm có là 26 số từ 1 cho đến 26. 26 đó có thể là cái chiếc độ dài của cái bảng là danh sách là animals, được chưa? Đó. Bước tiếp theo chúng ta sẽ sinh ra 10 số ngẫu nhiên từ khác nhau từ 1 và đưa vào A. Làm như sau này, chúng ta sẽ lặp 10 lần. Các bạn chú ý quan sát nhé, rất quan trọng. Lặp đúng 10 lần. Và mỗi lần như vậy chúng ta sẽ sinh ra một số ngẫu nhiên đều A mà nó phải khác nhau từng đối một. Làm như sau. Chúng ta sẽ sinh như sau, chúng ta sẽ đặt là set k, chính lấy số k làm cái biến k là cái biến chạy. Đây, đặt k nhé. Đặt k bằng là một cái số ngẫu nhiên chạy từ 1 đến gì? Đến cái độ dài của cái dãy tem. Đến cái độ dài cái length của tem. Đó. Chúng ta lấy k là một phần tử ngẫu nhiên là chỉ số của cái dãy tem đó. Sau đó chúng ta bổ sung phần tử đó của tem vào A. Chúng ta sẽ add, đây là dùng lệnh là add vào A. Add vào cái gì? Add vào cái số thứ tự k của cái tem. Chúng ta làm như sau, chúng ta lấy cái phần tử thứ k của tem đây. Chúng ta lấy phần tử thứ k của tem. Chúng ta lấy phần tử thứ k đâu rồi? K đây rồi. Chúng ta lấy phần tử thứ k của tem. Đây. Chúng ta đưa vào A. À, như vậy phần tử thứ k của tem đưa vào A thì nó chỉ là một số ngẫu nhiên của bảng của cái tem. Sau đó chúng ta xóa đi cái phần tử k đó, thì lần sau khi mà lấy lại lần thứ hai nó không bị lặp lại nữa. Như vậy chúng ta tạo ra đúng là 10 cái số ngẫu nhiên lấy từ tem mà không trùng nhau. Bước tiếp theo chúng ta phải xóa, chúng ta phải làm lệnh là delete. Đây, delete cái phần tử thứ k của tem. Đấy. Thì cái chỗ đây này, cái đoạn này này, đoạn này chính là đoạn mà sinh ra 10 phần tử ngẫu nhiên từ tem nhưng mà khác nhau từng đối một mà đưa vào A. Đấy. Nó chính là 10 ứng với 10 con vật dùng để sinh bài kiểm tra của chúng ta. Được chưa? Các thầy cô chú ý cái phần này, các bạn chú ý phần này là phần rất quan trọng. Như vậy cái phần init data gồm có hai phần. Phần này là chúng ta tạo ra cái dãy tem gồm các phần tử từ 1, 2 đến length của animal, có thể là từ 1, 2, 3 đến 26. Còn cái phần thứ hai này là sinh ra 10 cái số thứ tự, 10 cái số hạng ngẫu nhiên từ cái bảng animal hay từ bảng tem và đưa vào A, và 10 cái số này là phải khác nhau từng đối một. Được chưa? À, nhưng mà chúng ta vừa mới làm xong cái này. Lát nữa chúng ta sẽ làm tiếp một lần nữa, nhưng mà chúng ta làm xong để sinh cái bảng B gồm các cái phương án đáp án của chúng ta. Được rồi, thế bây giờ tôi bảo lập trình nhé. Tiếp theo này, khi mà giáo viên là nhận thông điệp là bắt đầu đấy, thì giáo viên này sẽ lần lượt làm như sau. Lần lượt là lấy ra từng phần tử một của A. Các bạn chú ý nhé. Phần này là bắt đầu khó này. Giáo viên sẽ lần lượt lấy các phần tử của cái dãy A, chúng ta lấy ra, thì đó chính là số tự mà chúng ta lấy ra từ cái con vật mà chúng ta lấy ra nhé. Thì chúng ta sẽ dùng cái biến nữa, cái biến K là cái biến chúng ta dùng rồi, biến K dùng để chuyên, cái biến K là cái biến chuyên để mà ta tạo dữ liệu, thì chúng ta cầm cái biến nữa để mô tả nhé. Nhưng mà chúng ta dùng biến như sau đây.
cái biến STT là chúng ta mô tả cái số tự con vật mà chúng ta đang là bài kiểm tra, thì chúng ta cần một cái biến nữa để mô tả cái thứ tự để lấy ra từ cái dãy A. Thì làm như sau nhé. Bây giờ tôi tạo ra một cái biến là đây, tôi tạo ra cái biến là STT là chính là cái số thứ tự của con vật mà được lấy ra từ cái dãy A để chúng ta dùng làm đối tượng chúng ta kiểm tra kiến thức của học sinh là STT. Bây giờ chúng ta cần một cái biến nữa. Đấy. Biến nữa tôi gọi là TT đi cho nó khỏi. Thứ tự đi nhé. Dùng biến nào được, cũng có thể dùng biến là Y được, là G cũng được. Thì các bạn nhé, tôi dùng TT để cho nó gần giống với STT. Hai cái này có giống nhau. Rồi làm như sau này. Khi bắt đầu thì giáo viên sẽ lần lượt là cho 10 câu hỏi nhé, mình 10 câu hỏi. Đây, giáo viên sẽ 10 câu hỏi đó lấy từ cái dãy A. Như vậy chúng ta đặt là TT là số tự được lấy ra từ dãy A. Đây, TT đây nhé. Đấy. TT đặt là bằng 1. Bắt đầu từ đầu nhé, bằng 1, được chưa? Và để ở đây, và sau đó là giáo viên sẽ lặp 10 lần hỏi đúng 10 câu hỏi. Đây, giáo viên sẽ lặp là 10 lần. Đó. 10 lần nhé, 10 lần. 10 lần. Thực ra đây hơn là đây là đặt ở đây là length của A thì hợp lý nhất đấy, nhưng mà tôi được đặt đây là 10 cũng được. Hoặc là 10, hoặc là độ dài của dãy A cũng được. Thì hợp lý hơn, tôi để tôi tăng cái độ dài, tôi tăng cái A lên là không phải là 10 câu mà là 20 câu thì cũng không sao. Và tôi để chữ tổng quát đi. Tôi đặt ở đây là không phải là 10 mà chính là length, là cái độ dài của cái dãy A nhé, thì là chính xác nhất nhé. Đây, cái hàm là hàm length của A. Đấy. Rồi, thì với mỗi một câu hỏi tôi làm như sau. Các bạn chú ý này, chúng ta gán cái biến là STT chính là cái số thứ tự con vật muốn lấy ra để làm câu hỏi để kiểm tra. Thì cái này là cái gì? Cái này chính là cái phần tử thứ TT của cái dãy A. Vậy nó chính là cái này. Nó chính là cái gọi ra cái phần tử này. Đây. Gọi ra cái phần tử item. Phần tử thứ mấy? Phần tử thứ TT. Phần tử thứ TT của A. Đấy nhé. Này, TT là 1 nhé. Và cái này là STT. Đấy. Được chưa? Khi xong câu hỏi thì tăng cái biến này lên một đơn vị. Biến này này. Thì chúng ta ghi luôn vào cho dễ. Tăng cái biến là TT lên một đơn vị ở cuối. Đấy. Rồi. Thì khi mà đặt là STT rồi thì chúng ta bắt đầu sinh câu hỏi. Sinh đáp án nhé. Như vậy chúng ta ở đây chúng ta sẽ tạo một cái như vậy là có sẵn là STT rồi nhé. Và chúng ta sẽ sinh ra cái đáp án. Đấy, thì ở đây ở chỗ này chúng ta phải làm thêm một cái thủ tục nữa, đặt tên nó là sinh đáp án. Sinh đáp án được chưa? À, sinh đáp án. Thì cái thủ tục này sẽ làm nhiệm vụ là sinh ra cái bộ dữ liệu là B đấy. Sinh ra cái bộ dữ liệu B, sinh ra cái dữ liệu là P correct vân vân. Và để sinh ra, tức là cái biến này và cái sinh cái hàm này dùng để gì? Dùng để tạo ra cái bộ dữ liệu này này, dùng để tạo ra cái bộ dữ liệu là A B C D, đúng không? Tạo ra cái bộ dữ liệu là B, tạo ra cái P correct đó và chèn cái này vào B. Nhưng mà nó tạo ra cái B và tạo ra cái B ở đây, được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta làm như sau này. Chúng ta chú ý nhé. Cái hàm là cái thủ tục thứ hai này là tương đối khó. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả thủ tục thứ hai nhé. Đây. Ở chỗ này khi mà giáo viên mà sinh ra cái STD rồi thì giáo viên sẽ sinh đáp án nằm ở đây. Sinh ở giữa đây. Và đây tí nữa là giáo viên sẽ hỏi một câu là gì? Sinh đáp án và sẽ hỏi là gì? Hỏi. Tôi cho hỏi luôn đi. Dùng lệnh hỏi đi. Đây lại hỏi lệnh này này. Là hỏi làm hỏi là con gì đây, đúng không? Con gì đây? Và chờ học sinh nhập đáp án. C là con gì đây? Và đây còn phải có lệnh chờ ở đây nữa nhé. Mà tôi làm lập trình sau nhé, chờ ở đây nhé. Rồi bây giờ chúng ta lập trình sang chỗ này. Thì cái thủ tục này là thuộc là sinh đáp án là phải sinh cái bộ dữ liệu là B nhá, sinh là bộ dữ liệu B, sinh P correct vân vân. Rồi tôi làm như sau này. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Bạn đợi tôi một chút.
Nào chúng ta bắt đầu này, phần này là bắt đầu lại phức tạp nhé. Thì chúng ta phải làm lại từ đầu thôi nhé. Thì như sau này, để chúng ta chú ý. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải xóa, đầu tiên là chúng ta phải xóa cái B cũ đi đã. Như vậy chúng ta phải làm lệnh sau đây là làm lệnh là delete on off B trước. Đấy, chúng ta làm lệnh là mới từ đầu mà B đây. Đấy. Bước tiếp theo là chúng ta sinh ra ba cái số ngẫu nhiên của B lấy ra từ cái dãy animals mà nó phải là khác với gì? Khác với STT. Đấy, ba cái đáp án này nó phải khác STT để chúng ta sẽ nối vào mà. Rồi ta làm như sau nhé, đây các bạn chú ý nhé. Thì chúng ta làm như sau. Chúng ta làm tương tự ở đây nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải đây, chúng ta sẽ phải copy cái này xuống, chúng ta tạo ra cái dãy. Đây, chúng ta tạo ra cái dãy là dãy tem nhá. Tạo ra cái dãy tem. Đề đoạn tạo ra cái dãy tem và gồm các phân tử là từ 1 đến 26. Được chưa? Bước tiếp theo là chúng ta phải xóa đi cái phân tử ứng với là STT để cho nó khác đi. Như vậy bước tiếp theo ở đây này, chúng ta sẽ phải xóa đi, chúng ta sẽ phải dùng lệnh xóa delete này. Delete cái phần tử nào? Đấy, ở cái tem nhé, để bảo đảm sinh ra ba cái đáp án khác, không phải là khác với cái con khác với STT, là khác với con vật chúng ta đang xét. Chúng ta là xóa đi phần tử gì? Xóa đi cái phần tử thứ STT. Đây này. Xóa đi phần tử thứ STT của tem. Rồi. Bước tiếp theo là chúng ta sinh ra cái B lấy ra ba phần tử ngẫu nhiên từ tem. Đây chúng ta copy cái này xuống. Đây. Copy cái này xuống này. Đấy. Được chưa? Copy cái này xuống, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ không phải là 10 mà đây chúng ta phải là mấy? Đây là 3 thôi. Copy là 3 phần tử. Mà đây không phải là A mà đây phải là B. Đấy, chúng ta chú ý nhé, ở đây phải là B. Như vậy là chúng ta, đây là đoạn là chúng ta lấy sau khi xóa phần tử là STT rồi, thì trong cái dãy tem chúng ta là không còn phần tử STT nữa, mà chúng ta lấy ra ba phần tử khác ngẫu nhiên từ tem đưa vào B. Và như vậy là B sẽ có ba phần tử ngẫu nhiên mà là khác STT, được chưa? Và cuối cùng tới đây chúng ta sẽ chèn STT vào B. Mà chèn ở đâu? Chèn ở cái vị trí là P correct. Đây chúng ta làm nhé. Ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ đặt, thiết lập cái giá trị là P correct. Đây, P correct là một cái số ngẫu nhiên từ 1 đến 4. Được chưa? Từ 1 đến 4. Sau đó chúng ta chèn cái STT vào vị trí thứ P correct của B. Lệnh chèn đó là như sau. Trong nó có sẵn trong máy tính là cái lệnh là chèn này, insert này. Lệnh insert một cái số thứ tự vào cái vị trí của B. Chèn cái gì? Chèn cái vị trí gì? Chèn cái số là STT. Chúng ta chèn cái giá trị cái số STT nhé. Vào vị trí gì? Vào vị trí là P correct, là cái vị trí mà là chúng ta muốn. Đây, chèn cái STT vào vị trí P correct của B. Chúng ta đi vào đây. Đó. Thì đây là cái lệnh mà chúng ta là tới đây mới là làm xong, thiết lập xong cái dãy B, là dãy gồm có 4, dãy B gồm có 4 phân tử. Là 4 ứng với 4 con vật khác nhau từng đối một. Trong đó có một con đúng thôi, là cái con vật mà ứng với cái thứ tự là P correct. Đó, chúng ta chú ý. Và sau bước này thì chúng ta sẽ gán, lập tức là gán ngay các cái bằng cái biến là ABCD trên màn hình. ABCD này. Chúng ta gán nhé. Chúng ta gán A này, chúng ta gán B này để nó hiện trên màn hình luôn. Chúng ta gán A, gán B. Chúng ta gán C. Và chúng ta gán D để nó hiện trên màn hình cho nó chính xác nhé. D. Gán như sau này. Con vật này là chúng ta gán như sau. Chúng ta gán là chữ là có chữ là con khỉ hay là ứng với tên của nó, chúng ta lấy từ bảng animal này, đây này. Ta gắn là khỉ, mèo, chó đây này. Đấy nhé. Thì là như sau này. Cái A này này là ứng với là phần tử thứ nhất của B nhé. Thì chúng ta lấy ra cái phần tử thứ nhất của B là phần tử nào? Đây là cái item thứ nhất của B. Được chưa? Của B. Nhưng mà không phải để ở đây, không phải cái A này không phải là cái số tự của B đâu, mà là cái tên con vật. Chúng ta phải lấy ra cái tem của animal. Đây này,
Đấy, chúng ta đưa cái này vào đây. Đấy. Thì như vậy là gì? Cái A chính là tên con vật ứng với số thứ tự thứ nhất của B. Của dãy B, dãy B là dãy đáp án nhé. Đấy, đáp án cho để vào đây. Như vậy chính là ở đây nhé. Đó. Và cái thằng dãy B chính là thằng số 2. Ta để dưới này. Đây là số 2. Còn chúng ta copy xuống dưới này nữa. Dưới này sẽ là số 3. Và copy xuống dưới này nữa. Dưới này sẽ là 4. Đấy. Như vậy là đây là đoạn chương trình và là gắn tên vào đúng cái chỗ này. Đấy. Đúng chỗ này, đúng chỗ trên này nhé. Đấy. Thì như vậy tới đây mới là xong hoàn toàn cái thủ tục là sinh dữ liệu, sinh đáp án. Đấy, có thấy, nhưng mà cái việc sinh đáp án cho cỏ trắc nghiệm là rất cẩn thận nhé. Đấy. Ở đây trường của tôi đây là trường hợp là đáp án là phải sinh ngẫu nhiên, không biết trước, nhưng có thể một số bài toán khác là chúng ta sẽ phải sinh theo kiểu khác, nhưng mà vấn đề nó vẫn đoán ná và nó đoán ná như này, được chưa? Rồi như vậy sau khi đây này, ở sau khi mà thực hiện cái thủ tục là sinh đáp án thì lập tức trên màn hình là tên con vật hiện ra ở đây rồi, và lúc này là chờ người dùng là nháy chuột lên ABCD thôi để ta sẽ làm. Thì tới đây chúng ta sẽ phải có lệnh chờ. Lệnh chờ bằng cách như sau: chúng ta phải dùng cái biến nhớ để mô tả sinh đã làm xong chưa. Đó, như vậy ở đây chúng ta sẽ phải làm một cái lệnh, chúng ta sẽ phải làm một cái biến để mô tả sinh đã làm xong chưa, đặt tên là done cho nó dễ nhé. Done là tiếng Anh là done, tiếng Anh nó là xong rồi này. Done thì done bằng 0 là chưa xong, done bằng 1 là xong rồi. Thì ở đây trước khi mà chờ ở đây thì chúng ta thiết lập cái tham số là done bằng 0, tức là chưa xong. Đây, chúng ta để ở đây là say, để thậm chí để trước đây nhé. Sau khi xin đáp án xong, đặt done bằng 0 và chờ, và con gì đây, và chờ khi nào? Chờ cho đến khi người dùng mà nháy chuột lên thì là xong rồi. Như vậy đây chúng ta sẽ phải chờ, chúng ta dùng lệnh gì? Cho dùng lệnh wait là lệnh chờ, đúng không nào? Chúng ta dùng cái lệnh này này, cái lệnh lệnh wait until. Đấy. Chờ cho đến khi mà người dùng mà nháy chuột lên thì chờ cho đến khi dùng nháy chuột lên thì chúng ta lại là done bằng 1. Như vậy chờ cho đến khi gì? Chờ cho đến khi mà cái biến done bằng 1 thì dừng thì làm tiếp. Đây. Chờ cho đến khi mà cái biến done là cái biến mà done tiếng Anh nó là xong rồi đấy. Done bằng 0 là chưa xong, done bằng 1 là xong rồi. Như vậy chờ cho đến khi done bằng 1. Đó. Done bằng 1 để ở đây. Cái trên để sau nhé, done bằng 1. Thì tới đây thì học sinh mới làm xong và chúng ta sẽ kiểm tra, được chưa? Thì là học sinh kiểm tra ta làm như nào? Thì học sinh kiểm tra chúng ta sẽ phải, khi học sinh nháy vào nút A, chúng ta sẽ phải đặt cái thông số để mô tả học sinh làm như nào. Chúng ta đặt cái biến mới đặt tên là input. Học sinh nháy vào nút A, đặt input bằng 1. Nháy vào nút B, chúng ta đặt input bằng 2. Nháy vào nút C, đặt input bằng 3. Nháy vào nút D, đặt input bằng 4. Thì đúng khi học sinh làm đúng khi chỉ khi là input bằng P correct. Được chưa? Đấy nhá, như vậy là đây nhá. Rồi, bây giờ chúng ta làm tiếp tục nhá. Bây giờ tôi là ở đây tôi sẽ tạm thời để đến đây và tôi sẽ chuyển sang cái nút A. Đó. Nút A nhá. Đây. Nút A là hiện luôn hiện ra đây rồi. Bây giờ tôi làm như sau. Nếu người dùng mà nháy chuột, đây tôi làm sao nhá? Nếu người dùng mà bấm trên cái click ở trên cái nút đó thì chúng ta đặt này, cho đặt như sau này. Bước đầu tiên chúng ta đặt như sau, chúng ta đặt là input bằng 1. Đặt input bằng 1. Ứng lại biến A, được chưa? Và sau đó chúng ta đặt cái biến done bằng 1. Học sinh đã làm xong. Đặt cái biến done bằng 1. Đấy. Được chưa? Còn đối với B thì là nó sẽ là input bằng 2, bây giờ tôi chỉ phải copy sang thôi nhé. Đây tôi copy cho nhanh này, A đây nhé. Bây giờ tôi copy cái này sang B. Được chưa? Nên đây là A nhé. Đối với A đây là input bằng 1, đặt bằng 1 đúng với B. Bây giờ đây sẽ input sẽ là 2 và đặt bằng 1. Bây giờ tôi lại copy sang C. Tôi copy cái này sang C cho nó nhanh. Rồi. Đây là B nhé, đây là C này. C ở đây là input bằng 3, ứng với là bằng 3 nhé. Và tôi copy sang D nữa cho nó nhanh, đỡ phải copy lại. Rồi. Đây là C là 3, còn D đây là 4. Được chưa? Đấy. Bây giờ tôi quay lại giáo viên này nhé, giáo viên đây. Đây nhé. Chờ cho đến đặt đăn bằng 0 nhé, và say là và nói là con gì đây?
và chờ người dùng bấm nút. Khi dùng bấm nút xong thì là đăng bằng một thì là xong, thì người cô giáo này sẽ kiểm tra thôi. Cô giáo dùng cái lệnh này, dùng cái lệnh này if này này, lệnh này kiểm tra đấy nhé. Như sau này, nếu này, nếu mà input mà bằng correct thì là làm đúng. Đấy, nếu nhé, nếu cái input là cái người dùng đã nhập vào, đã kích click vào nút của 23 ABCD ấy, nếu input mà bằng P correct là đúng, còn không thể là sai. Đấy, ở đây thì cô giáo sẽ thông báo là đúng rồi nhé, và làm trong một giây. Còn nếu mà không thì thông báo là sai rồi và cũng chờ trong một giây. Hẹn tôi chưa cho điểm số nhé. Khi làm xong rồi thì bến TT sẽ tăng lên một đơn vị và quay lại đây, và cứ như vậy lặp cho đến quay lại chỗ này này, lặp 10 lần. Đấy, như vậy đây, chỗ này là làm mô tả xong, và bây giờ tôi làm thêm một cái nút nữa là mô tả cái điểm số. Đây tôi tạo một cái biến đặt tên là score nhé, biến là score để mô tả điểm số nhé. Score thì ban đầu đặt score bằng 0 ở đây này. Khi bắt đầu thì ở đây tôi đặt cái biến score bằng 0 ở ngay chỗ này này. Ở ngay đây ban đầu. Đó. Thấy chưa? Đây, và khi làm đúng thì tôi change score by 1, khi làm đúng nhá, tôi change score by 1 ở chỗ này này. Đấy, nếu làm đúng tôi để ở đây. Đấy. Khi làm xong rồi thì tôi thông báo. Xong rồi thông báo là chúc mừng em đã gì đấy, chúc mừng em đã hoàn thành và trong 5 giây. Thông báo chúc mừng em là đạt bao nhiêu điểm, tôi phải nối nhé. Chúc mừng em đạt bao nhiêu điểm, tôi phải nối 3 cái liền. Chúc mừng em đạt bao nhiêu điểm, đạt cái số điểm là score, tôi đưa vào đây, đạt score chỗ này là điểm, và kết thúc. Đấy, được chưa? Đấy, và đây chúng ta có thể thông báo một thông báo kết thúc thì con vật nó sẽ ẩn đi. Đấy, thôi để nguyên cũng được, chả sao, kết thúc thì để nguyên cũng là để có cái vật cuối cùng đấy nhé. Bây giờ tôi lập trình sao cho con vật nhé. Đây, ở đây nhé. Đấy, thì khi mà chúng ta nhận được thông điệp là con làm, nhận được thông điệp là bắt đầu nhé. Đây là khi nhận thông điệp là bắt đầu thì con vật sẽ hiển thị ra. Đấy, con vật sẽ hiển thị ra. Đây là con vật sẽ hiển thị. Đấy, sau đó thì con vật sẽ luôn luôn là hiển thị theo thông báo là cái theo cái thông tin là số thứ tự. Chúng ta sẽ dùng lệnh sau đây, chúng ta đưa vào cái vòng lặp vô hạn lần. Đây, cái vòng lặp vô hạn lần, và luôn luôn đặt con vật này với hiện ra với trang phục ứng với cái số thứ tự đó, chúng ta chú ý nhé. Thì như sau này, chúng ta luôn đặt trong phòng forever ở đây, và chúng ta dùng lệnh là change trang phục, rồi switch trang phục thu cái gì, thu cái thông tin số đúng số tự mà chúng ta hiện ra ở đây, chúng ta hiện ra ở đây cái số tự mà là cái thứ tự con vật mà chúng ta muốn kiểm tra chính là cái STT đó. Đấy, như vậy là cái đoạn chương trình đây là bình thường con vật nó sẽ khi bắt đầu vào thì nó sẽ bị ẩn đi, khi bắt đầu chương trình khi bắt đầu chương trình thì con vật nó sẽ hiện ra như thế này đó. Đấy, được chưa? Bây giờ là để hiện mãi đi, không quan trọng. Còn nếu muốn cho hiện ẩn thế này là rồi. Tôi bây giờ thử cho các bạn xem nhé, để chạy thử cho các bạn xem. Bắt đầu này, chứ đúng hay sai nhé. Đầu tiên nó tiên hiện ra này, đà điểu, chuột, cá heo và báo. Tôi bấm vào cá heo này, là bấm cá heo đấy nhé. Bấm vào C này, sai rồi nhé. Còn cá mập bấm vào D, đúng rồi. Để cho nó hay thì tôi làm như sau. Để cho nó hay thì như thế này. Để bây giờ tôi khi bấm vào đúng nút tôi vào để bấm vào A nhé. Đây, bấm nút tôi cho nó một tiếng kêu. Còn tiếng kêu là pop, start pop. Đấy. B cũng vậy, cho tiếng kêu là pop cho nó hay nhé, pop. C đặt tiếng kêu là pop. Và D
cũng đặt là pop. Rồi bây giờ nếu đúng thì tôi cho con vật là thôi được. Khi tôi nháy lên con vật này thì nó sẽ kêu theo đúng cái để nghe, để tôi thông báo, tôi muốn nghe con vật để con tôi nghe. Tôi nháy lên con vật thì nó sẽ kêu cái âm thanh đúng của con vật đó. Tôi làm như sau, tôi vào con vật, vào con vật ở đây nhé, nhé. Và như sau này, khi mà tôi bấm, khi mà tôi nháy lên con vật đây, khi bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị, nó sẽ kêu theo đúng cái âm thanh của nó nhé. Đây thì bốn con vật thì tôi, nó sẽ kêu, nó sẽ phát âm thanh, nó sẽ phát âm thanh là gì, phát âm thanh theo đúng cái âm số tự con vật, tức là chính là STT. Đây STT. Đấy, được chưa? Cho hay nữa nhé. Bây giờ tôi sẽ âm thanh cho cô giáo, tôi sẽ âm thanh cô giáo, tôi sẽ thêm thu âm thêm cái câu là đúng rồi, đúng rồi và sai rồi nhé. Rồi, sẽ nhanh này. Đâu này, đúng rồi. Đấy, như vậy nghe thử nhé, đúng rồi. Đấy, như vậy đây là đúng này, cho nó hay. Và thu âm tiếp là sai rồi nhé, sai rồi, sai rồi. Đấy, như vậy đây là sai nhé. Đấy, bây giờ quay lại lập trình cho cô giáo viên. Giáo viên này thì ở chỗ này này, ở chỗ này nhé, đây này, đúng rồi thì tôi sẽ cho bật âm thanh, tôi sẽ gọi cái âm thanh của start sound là, start sound là đúng này, đúng, và đưa vào phía trên này. Đấy, trên này nhé. Còn nếu sai tôi đặt cái ra sai, tôi để ở đây, để chỗ này. Đấy, đấy, bây giờ gần như hoàn thành rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử nhé, bắt đầu này. Bài kiểm tra kiến thức con gì đây nhé. Chúng ta chọn giữa cá mập, tê giác, rắn và chó này, tôi bấm vào chó này, sai rồi. Đấy, con thứ hai là con gì, con chó sói, mèo, thỏ, voi, bấm chó sói, đúng rồi, bấm nghe này. Đấy, đấy nhé, con sư tử, đúng rồi. Đấy, cá sấu, đúng rồi, mình muốn nghe tên con này, bấm vào đây nghe âm thanh. Cá heo, đúng rồi. Đấy, heo qua cổ. Đây, ô chỗ này bị sai rồi này. Ờ, chỗ này là chỗ rất là hay là khi sao chỗ này bị sai. Tại sao hai bên đèn nó lại là, à, để như vậy chúng ta lên có một cái lỗi nhá. Như vậy cái nhân vật của chúng ta tạo ra nó lại trùng với, nó lại trùng với cái tên chính. Như vậy chúng ta cái việc xóa đi nó là nó không chính xác. Bây giờ tôi phải kiểm tra lại nhé. Tôi lấy ra đây là nhân vật chính này. À, cái nhân vật chính chúng ta là con này nhé. Thì tôi, chương trình tôi đã lấy ra ba con vật khác là phải khác với con này cơ, nó mới đúng. Như vậy tôi lập trình tôi sai chỗ nào đó, chúng ta cùng kiểm tra nhé. Như vậy chương trình của tôi có chỗ sai rất là tế nhị. Sai ở chỗ này này, để kiểm tra nhé. Để kiểm tra xem vì sao nó lại như vậy. Ở đây nhé, để chúng ta chú ý nhé. Đây này. Sau khi đã có STT rồi thì chúng ta mới... đây này. STT rồi thì là cái, chính là cái, là cái con vật mà chúng ta đang lấy ra nhé. Đang lấy ra thì cái việc sinh đáp án này nó phải là đúng, nó phải là sinh. Tôi kiểm tra một chút nhé, vì sao nó phải trùng nhau như vậy. Cái đoạn trên này là sinh ra, mà cái dãy tạo ra cái dãy tem là từ k chạy từ 1 cho đến độ dài của animal, đúng rồi nhé. Tiếp theo tôi phải xóa đi, vấn đề trong tem tôi phải xóa đi cái số tự này. Đấy, tôi phải xóa đi thì nó mới đúng. Xóa đi thì phần còn lại tôi lấy ra ba cái phần tử ngẫu nhiên đó, nó phải không được trùng với STT nữa, vì STT bị xóa ở đây rồi mà. Đấy, vì nguyên tắc là như vậy nhé. Để tôi kiểm tra xem nó đúng sai chỗ nào. Xóa đi B. Cái P correct này. Bạn ơi, tôi kiểm tra một chút cái lệnh insert này nhé. Insert để xem nó có chính xác không nhé. Để tôi một chút. Để tôi thử bằng tay này. Thì của chúng ta bìa cái dãy B đây. Dãy B đây nhé. Tôi thử một chút thôi. Dãy B đây. Cái B của chúng ta nó là cái này. Nhé. Bìa tôi sẽ xóa cái này đi. Bìa tôi vào tôi chèn cái lệnh. Thử xem đúng không nhé. Bìa tôi chèn. Insert. Insert cái số là 20 vào vị trí thứ tư của B.
Nó có đúng không nhé? Tôi đang muốn kiểm tra một chút cái chạy thử này. Nó liền vào cả hai cái liền, hơi nhanh quá nhé. Chạy thử này. Đúng rồi, chúng ta vẫn đúng không? Chỗ này là không sai. Nhưng vì sao nó lại hiện tượng đây, nó lại AB, nó lại ABC, chỗ này nó lại trùng nhau. Tôi kiểm tra một chút nhé các bạn, đợi tôi một chút. Đợi tôi một chút, tôi làm cho chạy từ đầu này, tôi kiểm tra lại từ đầu nha. Voi lợn rắn bò này, sai rồi. Mèo ngựa gà mái gấu này, đúng rồi. Sư tử thỏ gà trống gấu trúc, này vẫn không thấy. Đúng rồi. Khỉ vịt hươu cổ đà điểu, sai rồi. Vào đây thì cho nó khỏi bia. Sai rồi. Cá sấu ngựa đà điểu chó, sai rồi. Voi báo vịt tê giác, sai rồi. Chó sói gà trống vẹt, đúng rồi. Gấu cá sấu báo, đúng rồi. Thế nên tôi không tìm được đúng rồi. Phải tìm lỗi thì cho chúng mình ra để em đạt 5 điểm. Làm chạy lại này. Gà trống đàn điểu ngựa hiêu cao cổ. Vừa đêm tí cho nó khỏi bị mất. Rồi. Đúng rồi. Cá mập. Đúng rồi. Chuột. Đúng rồi. Chó. Đúng rồi. Thôi được, bây giờ tôi không, bây giờ trước mắt tôi chưa tìm được cái lỗi đó như các bạn bìa nhé. Cái bài này tôi đề nghị các bạn làm như sau này. Các bạn hãy về nhà các bạn làm lại theo đúng quy trình của tôi và các bạn cùng kiểm tra với tôi xem là nó sai ở chỗ nào, nó có chỗ nào nó sai mà tôi chưa tìm được nhé. Thì cái thật là một cái lỗi đó nhỏ thôi, không có gì đâu. Cái này tôi chưa tìm thấy cái lỗi nó nằm ở chỗ nào. Nhiều khi cái lỗi nó rất là tế nhị, nó rất là do cái nhiều khi nó không khó đấy lắm, nhiều khi nó khó. Ví dụ như này này, để tôi làm cho thật yên tâm cho nó không bị lỗi này, là như này nhé. Đây là cái những người này, có thể là do cái này. Ví dụ nhé, nó rất là tế nhị nhé. Ví dụ như là đây là cái lệnh mà tôi thiết lập cái STT nhé, là như này, chạy cái này. Nhưng có thể là tại thời điểm chạy cái này thì cái bến ST nó chưa kịp gán ở đây, vì nó có độ trễ của thời gian. Do đó cho nên sang bên này thì nó lại xóa đi mất ở chỗ này, nó lại xóa đi ở cái ST nó khác đi một chút. Đấy, cho nên ở chỗ này để yên tâm nhất thì chúng ta làm như sau thì bảo đảm yên tâm này. Chúng ta đặt cho nó một cái độ trễ nào đó ở đây. Chúng ta đặt, ví dụ tôi đặt một cái độ trễ là wait. Wait ở đây là wait là 0.1 giây chẳng hạn. Để nó có cái độ trễ để nó bảo đảm rằng là nó thực hiện xong cái lệnh set này thì nó chuyển sang, nó sinh đáp án, nó yên tâm hơn nhé. Rồi, nhưng mà các bạn cũng nên về nhà các bạn cùng với tôi nhé, chúng ta cùng nhau cùng kiểm tra xem là cái lỗi đó nó sinh đâu, nhưng mà rất là khó tìm lỗi đấy. Nhưng mà tới đây coi như là xong, đây coi chúng ta làm xong một cái chương trình tiếp theo, một chương trình mà khá là phức tạp, các bạn chú ý nhé, khá phức tạp và nó có cái mô hình của một câu hỏi trắc nghiệm và cách chúng ta thiết lập một câu hỏi. Bản thân các cái dữ liệu được sinh ra cũng là ngẫu nhiên, bản thân các phương án trắc nghiệm cũng là ngẫu nhiên, rồi bản thân cái vị trí mà để chọn phán đúng cũng là ngẫu nhiên nốt. Cái vị trí đó là cái biến p correct, được chưa? Là cái biến sinh ngẫu nhiên từ 1 đến 4. Được chưa? Rồi các phương án, bốn phương án ABCD là có phải khác nhau từng đôi một. Bảo đảm là không được trùng nhau. Đó, trong đó có một phương án ứng với cái số là đáp án của chúng ta. Đấy, nhưng mà đây là một cái chương trình rất là hoàn chỉnh. Rất tiếc là tôi chọn chương trình này lại không có clone.
Thế để hôm sau tôi sẽ làm, chúng ta cùng nhau thiết kế một cái chương trình, một cái phần mềm mà nó vừa kết hợp clone mà vừa kết hợp là sinh sinh câu hỏi trắc nghiệm thì nó sẽ hay hơn. Cái bài này là bài là không có. Thầy ơi, ơi gì cơ? Thầy ơi, sao cơ, em làm giống của thầy thế nhưng mà những cái biến ABCD của em thì nó lại khi mà nó lại không hiện hiện chữ lên mà nó chỉ hiện cái phần chỗ đáp án đúng thôi, còn các phần khác không thấy hiện lên. Thế à? Cho về xem lại kỹ đi nhé, xem kỹ lại đi. Vì cái bài này tôi đưa lên lên nhóm là các bạn sẽ tải về, các bạn xem kỹ lại và có thể các bạn làm lại cái chương trình này. Được chưa? Nhé. Hôm nay chúng ta nghỉ sớm nhé, hôm nay là ngày mai tôi phải sớm, tôi phải đi công tác sớm nên mà hôm nay chúng ta nghỉ sớm nhé. Thế ơi, cho con hỏi là con có thể dùng cốt lệnh phát tin được không ạ? Phát tin nhắn nick thầy ạ. Con dùng cốt đấy để áp dụng vào bài này được không ạ? Cũng được. Dùng cái gì cũng được nhé. Không sao cả nhé. Là dùng cái bất cứ dụng gì mà miễn là nó phải đúng cái vấn đề, nó phải thiện đúng kịch bản mà thầy đưa ra. Đấy, cái kịch bản các bạn cứ nhớ là các bạn luôn luôn là khi lập chương trình chúng ta phải theo đúng kịch bản, thì đây là kịch bản đây rồi, chúng ta cứ thế mà làm thôi. Kịch bản chúng ta là như thế này, nên kịch bản đây này rất đơn giản thôi. Giáo viên là phải sinh ra được 10 câu hỏi kiểm tra kiến thức ứng với là 10 con vật mà phải khác nhau từng đối một, và câu hỏi là con gì đây, con vật hiện ra ở đây. Và dưới này là phải sinh ra cái bộ đáp án cũng phải là ngẫu nhiên cho nó có một đáp án đúng, mà cái vị trí đáp án đúng cũng phải là ngẫu nhiên trong số 4 vị trí này. Đấy, thì nhưng mà nó rất là thế là cái câu hỏi trắc nghiệm nó mới hay, được chưa? Thôi chúng ta nghỉ sớm nhá. Có gì các bạn ai có muốn hỏi câu hỏi gì các bạn hỏi lên trên nhóm nhá, lên trên nhóm, được chưa? Thôi chúng ta nghỉ ở đây đi. Ngày mai tôi phải đi, tôi phải đi sớm nhé. Chào mọi người nhé. Dạ. Chào thầy. Chào thầy. Có chào thầy. Chào các bạn. Em chào thầy.